Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì đã phối hợp với Ngân hàng Quân đội, Công ty Viễn thông Quân đội chi nhánh Thanh Trì tổ chức nhiều hoạt động chăm lo chu đáo gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì và các đơn vị phối hợp đã tổ chức dâng hương, chỉnh trang sơn lại đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, sơn tường rào, vệ sinh môi trường, thay mới hơn 200 lọ hoa sứ trên các phần mộ liệt sĩ. Trao 20 suất quà, mỗi suất quà trị giá từ 400 đến 500 nghìn đồng cho hơn 30 gia đình là thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng tại hai xã Xuyên Hà và Đại Áng. Đây là hoạt động thường niên được Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức luân phiên tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Việc làm ý nghĩa được chứng minh trong ngày hôm nay đó là Ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với cả Ngân hàng MB Quân đội, với cả Viettel chi nhánh Thanh Trì thực hiện việc thăm hỏi, tặng quà đối với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện, cũng như là đóng góp một cái phần kinh phí để sửa chữa rồi quét vôi ve lại nghĩa trang, là những hành động hết sức là ý nghĩa, thiết thực, tri ân đối với những người đã hy sinh thân mình vì độc lập tự do của Tổ quốc. Theo kết quả tổng hợp, trong các cuộc kháng chiến, huyện Thanh Trì có hơn chục vạn người con đã lên đường bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Hiện có hơn 5.000 đối tượng chính sách, người có công đang được thụ hưởng các chế độ của Đảng và Nhà nước. Để chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ và các ngày lễ Tết hàng năm, Ban chỉ huy quân sự huyện đều tổ chức các hoạt động ý nghĩa như làm lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở, tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ. Mặc dù trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng hoạt động tri ân đối với gia đình chính sách, người có công vẫn được Ban chỉ huy quân sự huyện triển khai tích cực, khẩn trương theo đúng chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo trang trọng, chu đáo và an toàn. Cái hoạt động này nó góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện Thanh Trì, đồng thời thực hiện tốt cái việc tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước, của thành phố và địa phương huyện Thanh Trì, giáo dục cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của huyện Thanh Trì, từ đó thực hiện tốt cái công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đồng thời hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ về công tác quốc phòng quân sự năm 2021 và những năm tiếp theo. Sự quan tâm đầy trách nhiệm và nghĩa tình của Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện Thanh Trì đã góp phần tích cực chăm lo đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, tạo điều kiện cho người có công từng bước ổn định, có niềm tin, thêm động lực trong cuộc sống.